Thói quen được Mạnh Quỳnh thực hiện suốt 4 tháng Phi Nhung ra đi đã khiến ai cũng xúc động. Đúng như lời Phi Nhung đã ra đi, 4 tháng trước giờ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thì Mạnh Quỳnh cũng đã khá tự tin và thành thục với kịch bản của mình. Anh cũng mong bản thân sẽ có thể mang lại cho người hâm mộ một buổi trò chuyện gặp gỡ ấm cúng, ấn tượng và thành công. Sau khi Phi Nhung ra đi được gần 4 tháng, tâm trạng của Mạnh Quỳnh vẫn chưa thể nào vơi đi nỗi nhớ. Thời gian này, mỗi khi ra ngoài, anh đều mang theo di ảnh của Phi Nhung. Trước đây Phi Nhung đã là người giới thiệu tôi với Trung tâm Thúy Nga và cái duyên tôi ở lại gắn bó với Trung tâm Thúy Nga đến tận bây giờ. Nếu không có sự giúp đỡ của Phi Nhung thì chắc chắn Mạnh Quỳnh sẽ không có được những thành công như ngày hôm nay. Vì vậy, cô ấy đã ra đi gần được 4 tháng, nhưng trong lòng Quỳnh thì không bao giờ quên được những ân tình mà Phi Nhung đã giúp đỡ. Xin quý vị đừng chê cười tôi, vì bây giờ đi đâu tôi cũng mang theo hình ảnh của cô ấy để từng nhớ tới người bạn tri kỷ của mình. Như bà chủ của Trung tâm Thúy Nga đã từng nói với chúng ta, không thể vô cảm với một người đã có nhiều đóng góp của Trung tâm Thúy Nga. Người đã dành cuộc đời của mình trước nghệ thuật, đóng góp không nhỏ vào thành công của Trung tâm. Cho nên việc Mạnh Quỳnh mang theo di ảnh của Phi Nhung mỗi ngày là để tưởng nhớ tới Phi Nhung. Nếu ai đó cười chê thì Mạnh Quỳnh cũng sẽ chấp nhận. Có lẽ sau khi Phi Nhung ra đi, người dành tình cảm nhiều nhất cho Phi Nhung chỉ có thể là Mạnh Quỳnh, người tình sân khấu của cô ấy. Những ngày rằm hay mùng 1, ngày lễ Mạnh Quỳnh đều mang đồ đến chùa thắp hương. Tưởng nhớ tới Phi Nhung, anh nói, Mạnh Quỳnh không phải là người thân ruột thịt của Phi Nhung nên không thể lập bàn thờ công khai Phi Nhung được. Vì sẽ bị người khác chê cười và Wendy sẽ không vui khi mà Mạnh Quỳnh làm như vậy. Nhưng trong lòng Quỳnh thì luôn luôn nghĩ tới Phi Nhung, nghĩ tới những việc tưởng nhớ, tới người bạn tri kỷ, không chỉ trong 4 tháng vừa qua mà là 100 ngày cho cô ấy.